nghiệp hữu hạn Yahoo Việt Nam, đóng trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, thành lập vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Hoạt động chủ yếu về lĩnh vực thương mại, nhập khẩu chính ngạch thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc và các bạn hàng trong nước, gồm bồn cầu, chậu sứ, sen vòi đồng, sen vòi nhựa và các linh phụ kiện trong phòng tắm và nhà bếp. Do thành lập đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước những khó khăn thử thách, vốn là người có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, anh Phạm Văn Khải, giám đốc công ty, cùng với các cộng sự đã bàn bạc chuyển hướng từ kinh doanh sang sản xuất. Anh và các cộng sự đã tập trung nghiên cứu sản xuất sen vòi không nung, một ý tưởng mà anh đã ấp ủ trong gần 10 năm nhưng chưa thành công. Sáng kiến nhằm khắc phục hàm lượng kim loại chì vượt quá ngưỡng cho phép ở nhiều loại sen vòi trên thị trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra thì được làm từ cốt đá, bột đá tự nhiên, phối hợp với các cái thành phần phụ gia để cho ra dòng sản phẩm nó mang tính chất tốt nhất, có thể chịu được các chất tẩy rửa, ví dụ như nước rửa bồn cầu và các loại axit tẩy rửa nhẹ, đáp ứng được các tiêu chí của người tiêu dùng, đẹp về mặt hình thức, chất lượng từ cốt là bằng các cái kim loại, gen cốt bằng các cái kim loại. Bề mặt của chúng tôi thì được phủ bằng các cái lớp vân đá tự nhiên, rất đa dạng về chủng loại. Chúng tôi muốn hướng đến cho khách hàng với chất lượng và cái giá trị phục vụ tốt nhất để đảm bảo tiêu chí của người tiêu dùng, đẹp về mặt hình thức, giá cả ở góc độ hợp lý. Yahoo luôn nỗ lực phấn đấu cho ra những dòng sản phẩm mang tính chất chiến lược lâu dài. Mục tiêu và hướng định hướng của chúng tôi là đưa dòng sản phẩm của chúng tôi đến tay người dùng với tiêu chí đẹp về hình thức, chất lượng. Tại vì các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng các gen cốt đồng thau với tỷ lệ 58-60%. Tham vọng của chúng tôi đưa những sản phẩm mang tính chất là sản phẩm quốc dân đối với người tiêu dùng Việt. Các sản phẩm của công ty Yahoo sản xuất là sen vòi có thân là đá nhân tạo, được làm từ bột đá Thạch Anh siêu mịn xuất khẩu, kết hợp cùng các chất phụ gia, chất gia cường. Sau khi đông kết sản phẩm được gọi là bất lão, chịu mọi biến động về khí hậu, môi trường, nhiệt độ, chịu được mọi nguồn nước, hóa chất tẩy rửa thông thường, không rỉ sét, oxy hóa bề mặt sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Với những ưu điểm nói trên, công ty đánh giá sản phẩm của Yahoo là sản phẩm thách thức mọi nguồn nước và chất tẩy rửa. Thứ hai, sản phẩm do Yahoo sản xuất là sen vòi không qua nung, sử dụng nhiều chất liệu để làm khuôn đúc hàng loạt và khuôn đúc đơn lẻ. Vì vậy, chi phí khuôn đúc thấp hơn, nhanh ra sản phẩm và mẫu mã đa dạng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do số ít sen vòi ở trên thị trường thì có cái hàm lượng chì rất là cao và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và đặc biệt là trẻ nhỏ. Công ty chúng tôi sản xuất sen vòi với tiêu chí thì được thể hiện qua slogan đó là đẹp mãi với thời gian giá trị không gian tắm. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả đó là phải đảm bảo được sức khỏe cho người tiêu dùng. Chúng tôi tự tin để phân phối ra thị trường. Sau khi nghiên cứu thành công, đến cuối 3 năm 2022, công ty thuê nhà xưởng bắt đầu triển khai sản xuất. Quá trình bắt tay vào sản xuất hàng loạt các mẫu mã mới, công ty nhận thấy sản phẩm bộc lộ nhiều yếu điểm cần sửa đổi. Với tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cán bộ của Yahoo đã đầu tư nghiên cứu và tìm cách khắc phục các lỗi sản phẩm. Kết quả, công ty đã cho ra đời 17 mã sen vòi đẹp về hình thức và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, với giá thành có thể cạnh tranh với các sản phẩm cao cấp trên thị trường. Ngay sau khi sản xuất thành công, công ty đã triển khai giới thiệu sản phẩm của Yahoo với nhiều nhà phân phối, đại lý, được các đại lý, khách hàng đánh giá cao về hình thức, mẫu mã và chất lượng. Tôi bán hàng cũng nhiều năm, cảnh gốc lát thiết bị vệ sinh Tiến Long tại 162 Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Nhận thấy sản phẩm của công ty Yahoo Việt Nam chất lượng, mẫu mã đa dạng, được sự tư vấn về chất lượng của các bạn thị trường và kinh doanh, thì tôi tự tin nhập hàng và bán hàng đến tay người tiêu dùng. Qua bạn bè giới thiệu thì mình cũng biết là đây có một sản phẩm sen vòi của Việt Nam sản xuất, làm từ bột đá tự nhiên của Việt Nam. Thì mình cũng đến và xem thử thì thấy sản phẩm nhìn trông rất bắt mắt, phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng ở cái nhà vệ sinh của mình. Và tìm hiểu thêm thì mình thấy giá cả của cái sản phẩm này
khá là rẻ so với những cái hãng sen vòi trên thị trường. Cái chất lượng của cái sản phẩm sen vòi của Việt Nam sản xuất này tương đối là tốt, khi mà đã chịu đựng được rất nhiều cái nguồn nước trong sen vòi, trong nhà vệ sinh cũng như là sử dụng ngoài trời. Và đôi khi mình cũng có sử dụng một số chất tẩy rửa thì nó cũng cảm thấy là nó lau chùi rất dễ dàng, nó không bị bám dính gì cả. Tôi đi các đại lý nhiều, tôi thấy là hình thức mẫu mã của các hàng sen vòi như là hàng kẽm, hàng lốc kia, nhưng mà tôi sang tôi thấy cái hàng của Zoho này, mặt hàng đá này rất nhiều mẫu mã phong phú đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, nhiều mẫu mã, hàng sáng bóng, chịu tất cả mọi nguồn nước, không ven ố, không dỉ, không bám vàng. Với phương châm không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, sau hơn một năm kiên trì bền bỉ với lòng yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, công ty đã thành công và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm sen vòi không nung mang thương hiệu Zoho. Hy vọng các sản phẩm của Zoho sẽ được thị trường đón nhận và sớm trở thành sản phẩm quốc dân.